Thưa quý vị và các bạn, ở Bao Đồn này thì người dân xã Triệu Phước nói chung và hợp tác xã Dương Xuân, thôn Bắc Phước nói riêng, ngoài việc trồng lúa thì bà con nhân dân chủ yếu sống vào nuôi trồng thủy sản, con tôm, con cá. Tuy nhiên trong đợt lũ giữa tháng 10 vừa qua thì tất cả diện tích nuôi trồng thủy sản của bà con nhân dân ở đây đã bị nước cuốn trôi hoàn toàn. Cũng như bà con trong thôn Bắc Phước, xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong, cuộc sống của gia đình ông Trần Văn Dương sống chủ yếu vào 0,5 hectare nuôi tôm cá. Theo ông Dương cho biết, mỗi vụ nuôi nếu được mùa sẽ đem về nguồn thu nhập gần 150 triệu đồng và lãi ròng cũng hơn 70 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đợt lũ giữa tháng 10 vừa qua, toàn bộ số tôm cá gần đến kỳ thu hoạch đã bị nước cuốn trôi hoàn toàn. Bản thân gia đình tôi và cả bà con trong hợp tác xã thì đều mất trắng trước hết là đầu tư cái nguồn vốn chuẩn bị cho thu hoạch vụ đông này thì tương đối khá về sản lượng, nhưng mà bây giờ là mất trắng rồi, còn thêm tất cả những cái tài sản là đều là trôi vất chết và kể cả đê điều sạt lở, thì một cái nguồn vốn để mà khôi phục lại sản xuất tiếp những vụ tiếp theo thì chắc chắn là khó khăn. Nằm ở vùng hạ du lại gần với cửa biển nên trong đợt mưa lũ vừa qua, tại xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong bị ngập nước rất sâu. Bên cạnh thiệt hại về tài sản, cây trồng vật nuôi và hạ tầng cơ sở, xã Triệu Phước còn có 170 hectare ao hồ nuôi tôm, cua và cả các loại, 81 hectare trồng xen ghép tự nhiên bị nước ngập và cuốn trôi, có hơn 200 tấn tôm, cua và cả thịt các loại bị mất trắng. Ngoài ra, các làng trài, máy móc, vật dụng cũng bị nước lũ cuốn trôi hoặc gây hư hỏng nặng, thiệt hại gần 16 tỷ đồng. Cũng mong muốn rằng để là phục hồi sản xuất, cũng đề nghị cấp trên các cơ quan chức năng hỗ trợ cho bà con về con giống cũng như là khắc phục các cái ao hồ là bị sạt lở để là bà con yên tâm sản xuất vào cái vụ mới. Do lĩnh vực nuôi trồng thủy sản hàng năm chiếm tỷ trọng hơn 30% tổng thu của địa phương, nên sau lũ, cuộc sống của bà con nhân dân xã Triệu Phước đang gặp khó khăn. Bên cạnh đó, việc phục hồi và chuẩn bị vụ nuôi tiếp theo đang là vấn đề nan giải do hạ tầng cơ sở ao nuôi bị hư hỏng, cả giống bị mất và vốn đầu tư hạn chế.